Đây xin giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, anh Khuê có mấy tác phẩm tùng bonsai nhỏ. Bây giờ có hôm nay trong video này có chú Thực đang đứng ngắm cây ở đây, thì chú cho cháu vài lời về mấy cái tác phẩm này của anh Khuê này. Đấy, lần đi Phúc Thọ là ông không đi cho nên ông không ngắm được. Hôm nay ra vườn, ra tận nhà. Ông thấy làm cổ ngọn này. Mấy tác phẩm này của chú là làm được theo, cũng bắt nhịp được theo lối lúc này đấy. Nó rụt dịt cây ấy đây, cây thấp đây đúng không? Cây thấp gọn bóng gọn cây. Đó. Đấy, cây rất là ấm bóng. Nếu mà cây như này thì nó cũng gọi là cây gì không? Dáng trực à? Cũng trực à? Hay dáng làng? Dáng nói chung là nó trực độ không, chưa phải ra trực. Nó lại thôi thì cái cây nó lên theo hình dáng thì nó cứ mượn từ cái dáng này sang dáng kia, nó kết hợp thành cái cây. Chứ trực thì nó đúng là tớ theo đánh giá của tớ, cây trực của nó cũng phải thẳng tắp. Nó phải thẳng. À. Nó phải thẳng mới gọi là cây trực. Còn những cái cây mà hơi lượn cong thì nó có thể nó chuyển sang dáng siêu rồi, dáng gọi là đấy, chứ không thể gọi là trực. Vâng. Đấy, những cây này nó gọi là cây phải dáng siêu. Đấy, đây hơi siêu đấy. Đó, nhưng mà người ta gọi là cây kiểu trực siêu. Lần đi anh mang tất cả những cây tùng nhỏ này đi à anh? Những cây treo biển đây gì? Đây quý vị ạ. Đấy. Tác phẩm tùng anh Khuê anh ấy mang đi Phúc Thọ. Thôi đâu này. À. Cái này nó chịu lúc này, chuẩn bị thợ đến lại gỡ dây ra thôi anh nhỉ? Tháng 8 đến tháng 10. Quả thợ này là cỡ đây đấy nè. Thế là chú mua cái vườn tùng này được bao năm rồi? Về thừa hưởng vài chục năm. Đầu óc tư duy rất là lâu rồi mới có cái vườn tùng như này. Vài chục năm thừa hưởng lại. Làng nghề thì không phải, mà tự nhiên thì có được cái vườn cây này là đầu óc cũng là rất là khác người. Nhiều tùng đấy chứ, thế mới bảo là khu vực này không có ai có nhiều tùng này đâu. Bây giờ ra đây mới thấy mình còn tùng là tùng. Hả? Đây cây này là cây của anh, cũng lần trước anh cũng mang đi triển lãm này. Cổ ngọn rụt rịt. Đây được ra vườn em này không phải nỗi. Và ra đây. Ông Thực ơi, ra ngoài này có bảo vật này. Đằng này này. À, 2, 4, 6, 7 cây à? Lần trước em tưởng là 6 cây, 7 cây à? Rồi, thôi được rồi, hôm nay ông đã ra đây. À đây cả một cây nhỏ nhỏ. Ông ra đây cho ông ngắm ấy. Ngắm toàn bộ cái không gian gọi là sản xuất tùng của anh Khuê. Rất là nhiều. Này không lội đâu, này ngắm qua thôi. Nào đi đi để cháu quay cháu. Cháu cho khán giả hôm nay để cho ông vào ống kính của cháu để đấy. Đâu chú đi vườn của chú đâu, chú ấy đi rất nhiều. Ông Thực em nói cho anh Khuê là ông Thực là ông ấy rất là hạn chế lên video, lên ống kính của em. Hôm nay là bị em cho lên ống kính, là có gì phải nói đúng như thế. Ui dồi ôi, nhiều thế. Đấy, thấy chưa? Đằng kia là những cái cây đã là đang gột, đúng không anh? Đây là tùng quả đúng không anh? xuống cây hoa. Quý vị thấy nhiều không? Vựa tùng luôn. Mùa này rất là đẹp. Quá nhiều. Úi dồi, đẩy quý vị ạ. Úi dồi, trơn. Úi dồi. Úi dồi. Lắm, nhiều lắm. Quá rộng. Hôm trước còn chưa đi về đằng này, hôm nay về đằng đội lắm. Đây quý vị ạ. Ôi, nhiều. Nhiều lắm. Đây là đất nhà mình rồi, đất của nhà. Quá rộng. Đấy. Những cây ngoài này là những cây đang vừa nuôi vừa làm. Chỗ này cũng phải rơi vào tầm vài trăm gốc. Tít sang bờ giáp với nhà bên kia. Đó. Chắc là tầm 1-2 năm nữa thì anh ấy cho lên chậu. Hay cái chậu này nó không được. Để cái chậu này nó còn hay cái chậu kia. Nó ra dáng hơn. Chậu vuông này không? Ừ, những cái chậu này ra dáng hơn chậu đục rác. Chậu này nó có chân nhỉ? Nó mà toàn là chậu đúc thôi, nhưng nhìn trông nó vào trông nó vững vàng hơn. Quá nhiều chàm này, cô nhận là tưởng là chú có mua đồ khoảng tầm 200 cây hoa rồi, 2000 cây này. 3000 mét đất. 3000 mét đất trồng cây. Đây này. Chỗ này còn đang gọi là đang làm. Đất đẹp thế nhỉ. Đất này dòng cây đâu. Đất này anh không trộn xỉ à anh Khuê? Không, chấu. Chấu mới cả ấy thôi. Đất thịt à? Đất thịt với chấu. Không xỉ. Không. Thế nó không sợ mít à? Không. Xỉ này nó đúng là xỉ vào nhiều không tốt đâu, chỉ được tí thôi. Còn nó vẫn phải có chỉ chủ yếu đất mới chấu này. Chấu nó có chất ăn. Kiểu này nó làm cho độ xốp. Nó xốp, nó giữ ẩm. À, cái này cũng phải cho cả sơ dừa chứ. Không cần sơ dừa. Đây mỗi đất thịt với cả chấu đúng không anh? Mỗi đất thịt với chấu. Trông rất là đơn giản như